Người đàn ông nhìn đôi bàn tay run rẩy của ông lão, thì khóe miệng hơi nhếch lên, lấy lại được sự tự tin. Chính vào lúc anh tưởng thắng lợi ở trong tầm tay, ông lão lại thật sự bắn được quả bi khắc hình dạ dày vào thẳng lỗ bụng của người đàn ông. Phút chốc xảy ra phản ứng, anh vô thức chạm lên bụng mình, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, tiếng va chạm giữa những quả bi lại vang lên. Ông lão lại lần nữa bắn được thêm một bi vào lỗ. Ngay sau đó thị giác của anh dần trở nên mờ mờ, anh không thể tin nổi tất cả những điều vừa xảy ra. Cơ mà ông lão hình như không hề có ý định dừng lại, mà còn thuận thế chơi hẳn hai bi. Hai quả bi cứ như vậy mà một ông đâm lỗ 10, một thằng chọc lỗ tít. Lúc này người đàn ông bắt đầu biết rén rồi. Nhìn trên bàn chỉ còn lại hai quả bi trái tim và bộ não, một loại cảm giác khủng bố phút chốc ập tới, khiến anh chẳng thể nào thở nổi. Nhưng ông lão lại cực kỳ bình tĩnh nhàn nhã nhấp ngụm rượu. Ông tặc lưỡi nói, rượu này mà có thêm đĩa mồi nữa thì đúng là đỉnh của chóp. À, nói mới nhớ, vợ yêu còn đang đợi ông về nhà ăn cơm nữa. Thế nên là ông chắc chắn phải đánh nhanh thắng nhanh rồi. Sau đó ông điều chỉnh góc nhìn, tung đòn dứt khoát. Dừng lại đi. Cơ mà đến cuối cùng thì phát chọc này cũng không thành công. Người đàn ông vẫn còn có thể tiếp tục thở, nhưng ông lão đã dẫn trước hai quả rồi. Nếu như anh không thể bách phát bách trúng, thì quả này anh bay màu là cái chắc. Thế nên anh bắt đầu suy nghĩ đến những cách giải quyết khác. Lúc này anh đột nhiên nhớ đến quy tắc mà Dae Kim, nhân viên quầy bartender nói. Những hình ảnh trong quả bi trên bàn có liên hệ trực tiếp tới những bộ phận trên cơ thể. Chỉ cần quả bi được đánh vào lỗ, thì những bộ phận tương ứng trên đó cũng sẽ gặp trục trặc. Ê, nếu mà như thế thì bắn quả bi hình tim vào lỗ, ông lão có đăng xuất luôn không nhỉ? Anh ôm theo suy nghĩ đó, rồi lập tức thay đổi phương hướng. Trong đầu anh hiện lên rõ một đường đi hoàn hảo. Vốn tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, cơ mà đây là tưởng thôi, hiện thực thì luôn tàn khốc. Quả bi không hề đi theo quỹ đạo mà anh vẽ ra, mà chỉ ngoe nguẩy trước cổng lỗ 10 rồi dừng lại. Người đàn ông tuyệt vọng ngã gục xuống đất. Điều càng tồi tệ hơn là quả bi trắng lại vừa hay dừng ở vị trí có thể bắn hai bi xanh vào lỗ một cách hoàn hảo. Người đàn ông sợ hãi vội vàng chạy về phía ông lão xin tha. Hu hu, năm nay tôi mới 30 tuổi, thật sự không muốn chết sớm như vậy chút nào. Nhưng ông lão lại rất hoang mang. Ủa alo, thua game thôi mà có gì đâu mà chết với sống. Người đàn ông chợt tỉnh ngộ, ngay lập tức chạy ra hỏi Dae Kim. Ê này, ông thua trận bi à, có phải chết không? Cơ mà Dae Kim lại chẳng trả lời trực tiếp, mà chỉ bảo đối phương hãy tiếp tục cuộc đấu của mình, còn những chuyện khác không thể tiết lộ. Người đàn ông lại càng sốt ruột. Kỹ năng bắn bi à của ông lão kia rõ ràng mạnh hơn tôi rất nhiều, như này đúng là không công bằng. Tôi rõ ràng không thể nào thắng được, anh cũng nhìn ra được đúng chứ? Ông ơi, cầu xin ông hãy dùng tôi thuyết phục anh ta đi. Cuộc đọ sức này có ý nghĩa gì đâu chứ? Nhưng Dae Kim lại chỉ nói với anh ta, cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng có hai chữ công bằng rồi. Anh lẽ ra phải hiểu được đạo lý này chứ nhỉ? Xin lỗi nhé. Xong rồi. Nếu như kiểu gì cũng bị giết chết, thì thay vì bị giết, người đàn ông kinh hoàng nhận ra, thua trò chơi này, anh ấy có thể sẽ phải chết thật. Nhưng ông lão không hề cho anh cơ hội để thở, chỉ nhẹ nhàng bắn quả bi trắng. Hai quả bi có hình bộ não và tim, cùng đồng thời chui vào hai bên lỗ tít. Bây giờ chỉ cần bắn vào quả bi đen, thì cuộc đời của người đàn ông coi như chấm hết. Cơ mà anh ta cũng không hề định ngồi im chờ chết. Anh nhặt chiếc gậy lên giáng thẳng về chỗ ông lão, nhưng không ngờ đối phương lại rất dễ dàng né tránh. Ông phản ứng lại cũng tặng thẳng cho anh một cú đấm. Cơ mà người đàn ông vẫn cứ nhì nha nhì nhằng, cầm cây gậy vung liên tục về phía ông. Cơ mà trình gà nên chẳng chạm được đến dù chỉ là một cọng tóc của ông lão, ngược lại còn bị ông nhìn ra điểm yếu, huých một cái ngã gục xuống đất. Ông lão khẽ mỉm cười, đang định làm gì đó, nhưng giây tiếp theo, một máy bay chiến đấu bất ngờ bay qua đầu ông, sau đó bắt đầu thả một lượng bom lớn. Sau đó hình ảnh tuổi thơ từ từ hiện về, từ giây phút chơi máy bay giấy, đến việc tập võ làm côn đồ, rồi tham gia cuộc thi bia giành chức vô địch. Tiếp đó thì kết hôn sinh con, chỉ một cái ngẩng đầu đã đến tuổi xế chiều. Khi ông lão vẫn còn đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ, thì người đàn ông lại dùng gậy bia chọc vỡ kính của ông. Đối diện với đòn tấn công bất ngờ, ông lão cũng chỉ đành miễn cường chống trả. Nhưng ngay giây sau ông đã lập tức nắm được thế chủ động, chỉ một cú đánh nhẹ đã đánh gãy cây gậy của người đàn ông. Cơ mà ông đã đánh giá thấp độ lì của tên này, anh ta vậy mà lại vác ông lên đâm thẳng vào lan can, khiến bộ răng giả trong miệng ông bật ra. Đợi đến không anh ta đi tới để kiểm tra, thì phát hiện đối phương đã mất mạng rồi. Anh ta phút chốc trở nên hoang mang hoảng loạn. Mình đã giết ông ta. Là mình đã giết ông ta. Rồi xong, lần này xong thật rồi. Tất cả. Nhưng lúc này giọng nói của Dae Kim đột nhiên truyền tới. Anh không hề quan tâm đến cái chết của ông lão, mà chỉ bảo đối phương hãy tiếp tục hoàn thành trò chơi. Người đàn ông bực bội đến phát điên. Im đi. Không phải lỗi của tôi. Tôi không còn cách nào khác. Cuối cùng người đàn ông vẫn phải ngoan ngoãn quay về tiếp tục thi đấu, bởi vì anh cũng không muốn phải chết ở đây. Không còn có sự cản trở của ông lão, người đàn ông rất nhanh đã bắn tất cả các bi đỏ vào lỗ. Khóe miệng của anh đã chẳng thể nào khống chế được mà nhếch lên. Khi quả bi đen cuối cùng lăn xuống lỗ, người đàn ông đã giành được chiến thắng.
nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy ông lão đang bước tới. Ông ấy không hề trách cứ hành động vô nhân đạo của anh, ngược lại còn bày tỏ rằng mình rất vui khi được chơi trò chơi này với anh. Bởi vì sau khi bị người đàn ông đánh bại, ông mới nhớ ra bản thân mình đã sớm qua đời cách đây vài tháng trước. Vào điểm cuối của cuộc đời có thể đấu với cậu, tôi thật sự rất vui. Lúc này người đàn ông cũng nhớ ra tất cả. Hóa ra bản thân anh cũng sớm đã bị bạn gái dùng dao đâm chết rồi. Nguyên nhân là do bạn gái phát hiện anh ngoại tình. Nhìn vết thương trên bụng, anh không thể không chấp nhận sự thật rằng bản thân mình đã chết. Lúc này Đe Kim cũng đi vào giải thích. Trò chơi này chỉ để xác định xem ai sẽ lên thiên đường, ai xuống địa ngục. Còn về cụ thể như thế nào, anh cũng chẳng thể nói. Nghe thấy câu trả lời này, người đàn ông chẳng thể nào chấp nhận nổi. Anh ta phẫn nộ lao về phía Đe Kim, nhưng lại bị ràng buộc bởi vô số sợi dây phía sau. Đe Kim nói khi bước chân tới đây tất cả mọi người đều bình đẳng. Nếu như dựa theo thực lực thì ông lão chắc chắn sẽ thắng. Nhưng anh ta lại dựa vào bạo lực để thắng trò chơi, thay đổi số phận của bản thân. Bây giờ chỉ việc bước vào thang máy, kết quả sẽ tự xuất hiện ngay trước mắt thôi. Trước khi đi ông lão đã nói gì đó với Đe Kim, nhưng nội dung cụ thể đến giờ vẫn chưa ai biết. Cuối cùng hai người đều bị đưa đến thang máy. Nhưng chính vào lúc cửa thang máy sắp đóng hẳn, ông lão lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Vậy bạn nghĩ một trong hai người họ ai là người được lên thiên đường, ai là kẻ phải xuống địa ngục? Thật sự là rất khó đánh giá nhỉ.